Chào các bác, rất vui khi được gặp lại các bác trong video clip của ngày hôm nay. Hôm nay thì em đặt trần lên sóng hai siêu phẩm loa Anh Quốc luôn. Hai cặp loa này thì có thể nói là rất là hay. Vâng, một cặp thì cây cột dòng tham chiếu hết số của hãng. Dòng này thì số lượng anh em sở hữu tại Việt Nam có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Đấy, đó là cặp kíp 105/3 thưa các bác. Và tiếp theo thì có một cái cặp loa Ditton 25, nhưng dòng loa cũng khá là nổi tiếng của Anh Quốc, được rất là nhiều các bác mến mộ. Dòng này thì được mệnh danh là ngon bổ rẻ trong cái tầm tiền. Đấy, nhưng mà trước tiên thì em sẽ đi vào cái cặp loa kíp trước vì nó hiếm hơn thưa các bác. Và các bác nào đang xem kênh thì vui lòng cho em một like, một share cho anh em cùng xem. Và các bác đang chưa đăng ký kênh thì các bác hãy vui lòng đăng ký kênh bên em để theo dõi, để cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm auto bãi mới nhất mỗi ngày. Cặp kíp này thì 105/3, được thiết kế theo dạng cây cột. Em nó thì cao 1m12-15cm đấy, chiều rộng 28 và chiều sâu 40cm. Với cái cấu hình chúng ta có thể nhìn thấy ở bên ngoài, nó là ba loa, một loa đồng trục ở giữa là 4, và bên trong của nó thì còn có hai loa super bass nữa. Đấy, rất là khổ. Cặp kíp 105/3, dòng này thì nó có những cái model từ 103, 104, và con này là 105 thưa các bác, rất là gấu. Đây em sẽ quay cái hình lát cắt sản phẩm. Em sẽ quay cái hình lát cắt sản phẩm cho các bác chúng ta cùng xem. Bên trong thùng thì chúng ta sẽ thấy hai cái loa bass nó đánh ngửa lên, một cái nó ở lưng lửng, hai cái nó đều ở giữa thùng và có đối trọng nhau bởi một cái thanh sắt ở giữa. Còn bên ngoài nó là ba loa mid bass. Đấy, thì trong đó thì có một cái loa mid đồng trục ở giữa. Đấy, có một loa mid đồng trục ở giữa, rất là khủng luôn thưa các bác. Thiết kế với vỏ vân gỗ màu nâu tối, nâu vàng. Ở dưới cái ống thông hơi các bác có thể thấy là cái hình vân gỗ mặt quỷ trông rất là ngầu luôn thưa các bác. Mời các bác chúng ta sẽ tiến lại gần hơn để chúng ta sẽ quan sát. Và cặp này thì rất là nặng, em không cân nhưng em áng chừng một thùng của nó nặng khoảng 30 kg. Nếu như các bác nào mà một mình mà bê được cái một chiếc này, bê được khoảng 100m, 100m thì em tặng các bác luôn, rất là nặng luôn. Đấy, em di chuyển ở trong nhà mà cũng phải dê vân vân. Cặp này thì nó vẫn còn chân đinh. Đấy, đây thiết kế cái phần vỏ gỗ của nó là cái màu này là cái màu nâu đỏ, gọi nâu đỏ chứ không phải nâu vàng, nâu đỏ rất đẹp. Đây ạ, với những cái đường vân gỗ vô cùng là sắc nét. Lau mấy nó có những cái đường là vân gỗ rất là sắc nét luôn thưa các bác. Đấy. Phía sau của nó thì cũng là gỗ luôn. Đây, phía sau của nó cũng là gỗ luôn, rất là đẹp. Đấy, quay sát vào thì các bác có thể thấy được cái phần vân gỗ. Còn hôm nay cái ánh sáng nó hơi bị lóa. Model là kép 105/3. Dòng này hàng lòi nhé, made in England. Nó chơi được cả những âm ly từ 4 ohm đến 8 ohm. Đấy, công suất là công suất maximum lên tới 300W cho một thùng. Cặp này thì series liền kề 6608. Bên này là VA và bên này thì là VB. Đây, series liền kề hiếm gặp luôn. Thưa các bác, những cái dòng loa này thì thực sự hiếm gặp ở trên thị trường. Đây, và nét căng luôn. Nét căng luôn thưa các bác, quay xa cho các bác. Đấy. Đánh bi quay. Đây, bên này là VB các bác nhé. À, bên này là VB, bánh bi quay luôn. Còn cả chân đinh. Chân đinh thì họ bịt một cái lớp cao su để nó tránh chảy lên nhà. Còn khi mà tháo ra, đây thì chân đinh nó sẽ như thế này. Đấy, còn đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn, đây, cấu hình tiến loa. Thì em mời các bác chúng ta cùng xem. Trong thùng đây, đây là một cái loa bass. Gân vẫn còn zin, lỗ thông hơi rất to. Đấy, và một cái loa bass nó ở lưng lửng đây nữa. Còn ở ngoài này là ba loa mid bass. Đây là mid này. Đây là loa mid bass này. Đấy. Đây nữa này. Đây nữa này. Và cái ở giữa này, cái đồng trục các bác nhé. Đấy, ở giữa này đồng trục luôn.
đây nhé, như cái loa này đây là rốn bình thường, còn ở cái này loa này nó là loa đồng trục, tức là loa chép nó nằm ở đây luôn. Đấy, trung chép nó nằm ở đây luôn. Đấy, rất là gấu như thế, và rất là gấu. Đấy, tín loa gần zin hết này, gần zin hết, rất đẹp, rất đẹp luôn, nét căng. Đấy, con này thì còn đầy đủ e căng, những cái loa nặng như này thì còn đầy đủ e căng nhé. Đây, e căng dài thườn thượt luôn, khung nhựa. Cái dòng này thì 500 hít, các bác đặt vào là nó tự hít vào thôi. Đấy, các bác đặt vào là tự hít thôi. Đối với cái dòng loa này thì cái chất âm của nó thì phải nói là chấm hết luôn. Đấy, âm thanh đều ba dài, đặc biệt là cái tiếng trầm của nó thì nó thể hiện như bom luôn. Đấy, tiếng trầm thể hiện sâu như bom luôn, rất là mạnh mẽ và uy lực. Tiếng của nó chắc gọn, không một chút ù rền, đánh rất là kinh khủng. Trung âm và chép thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, trung âm nó sử dụng đến 3 loa mid bass và một cái loa chép đồng trục ở giữa, giải cao thì rất hay. Đấy, cặp này thì ngoài cái giá trị chơi, các bác còn có thể là trưng bày những cái phòng khách, trông rất hiện đại, sang trọng và hầm hố, nó thể hiện được đẳng cấp của người chơi. Đấy, những cái loa Anh Quốc xịn sò như này bây giờ không có nhiều trên thị trường. Cặp này thì bên em báo giá là 30.200.000 đồng cho các bác. 30.200.000 đồng, các bác có nhu cầu thì alo cho em, số điện thoại 0983586968. Sau đặt trần em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Tiếp theo thì em quay sang một cặp loa Ditton 25 của Anh Quốc. Cặp này về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Và những cái dòng Ditton này thì thưa các bác là giá nó rất là bình ổn, chứ nó không bị thổi giá như những cái dòng Peeler, những cái dòng JB. Giá từ trước đến giờ nó vẫn thế, mà chơi nó hay, thực sự là ngon, bổ rẻ, bởi vì nó không có nhiều để thổi giá. Với cái cấu hình này nhá, nếu như so với loa Mỹ, nó tương đương với những cái cặp như là 4312 L100 Sen. So với loa Nhật thì nó tương đương với những cái dòng như là S180A. Tuy nhiên con này giá rất bình ổn. Cấu hình mỗi thùng sẽ gồm hai loa bass 30. Hai loa bass 30 thì trong đó là một cái loa bass cộng hưởng ở phía dưới. Đặc trưng của Ditton, Ditton 15, 25, 44, 66 đấy, đều sử dụng cái loa bass cộng hưởng ở phía dưới. Một cái loa chung và hai loa chép xoáy. Tiếng của dòng này thì rất hay rồi. Zin toàn bộ 100%, gân còn zin luôn. Thực bác thùng vách góc cạnh rất đẹp. Đây, quay cho bác xem. Đấy, loa Anh Quốc thì những cái vân của nó thì cũng đặc trưng của Anh Quốc. Đấy, nó không giống vân gỗ loa Nhật. Đấy, không giống vân gỗ loa Nhật đâu. Thùng vách góc cạnh là nét căng luôn. Phần hậu nhá. Phần hậu họ làm rất kỹ. Hậu này thì không bao giờ bể lở được. Hậu này thì những cái dòng loa Anh thì họ làm cái phần hậu như thế này. Đây. Không biết là gọi là cái gì, nhưng nó cứ lấm tấm. Đấy. Nhưng mà nó rất mịn, nó không như là loa Nhật. Đây, phần cặp loa zin nguyên bản nhé. Selection Ditton 25. Cặp loa còn zin nguyên bản luôn. Đây, bên này cũng thế ạ, còn zin nguyên bản 100%. Đấy, và rất là mới. Và chơi những cặp này thì khẳng định được đẳng cấp của người chơi. Tiếng còn hay trong cái tầm tiền. Một cái sự lựa chọn là thông minh. Đấy, cái màng bát thì là màng giấy, tuy nhiên được phủ một cái lớp tráng một cái lớp keo để cho giúp cho cái tiếng bát nó mềm và nó bền cho cái màng. Gân thì sử dụng gân cao su, vẫn còn zin nguyên bản. Đấy, vẫn còn zin nguyên bản các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Đây là loa mít này, và đây là chép, có tới hai chép xoáy. Đấy, trên đây ghi là made in England luôn này. Đấy. Đấy, bên này cũng thế ạ, bao zin nguyên bản, bao đẹp xuất sắc. Đấy, toàn bộ ốc chưa mở luôn, chưa mở khỏi khối thùng, và rất là đẹp, rất là đẹp luôn thưa các bác. Đối với cặp Selection Ditton này, sau đặt trần có giá bán là 21.500.000 đồng. 21.500.000 đồng, các bác quan tâm alo cho em đặt trần, số máy 0983586968. Sau em có địa chỉ tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.